chào toàn thể các bác nhá. Bên trung tâm điện máy Ngọc Mai hôm nay và rất là nhiều sản phẩm dây cấp bình. Dây cấp bình nóng lạnh nhá, loại dài 40cm. Thì em sẽ làm cái đoạn video này để review và giới thiệu tới toàn thể các bác nhà mình có thể là được cùng tham khảo và lựa chọn cái mẫu sản phẩm này bên em. Khi mà các bác cập nhật được cái video này của em, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác cho em xin một nút like và chia sẻ. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh, các bác cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây. Bên trung tâm em sẽ thường xuyên úp tải video về những cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì mỗi một video thì em sẽ chỉ đăng tải một dòng sản phẩm riêng để cho các bác nhà mình có thể là được cùng tham khảo và lựa chọn. Về mẫu mã này nhá, tất cả các linh kiện thay thế để phục vụ sửa chữa cho công việc là sửa bình nóng lạnh là bên em sẽ cung cấp đầy đủ hết cho các bác này. Từ dây cấp này cho đến dây chống giật, cho đến rô le và van một chiều, tất cả các loại nhá, đầy đủ hết tất cả các mẫu luôn. Thì trong cái video này thì em chỉ giới thiệu riêng về cái mẫu dây cấp bình thôi. Đấy, mẫu này thì bên em đã cung cấp ra thị trường quá là nhiều luôn. Cái chất liệu của nó rất là dẻo nhá. Đấy, chất liệu rất là dẻo và dai. Mỗi một bộ là các bác sẽ có hai sợi như thế này. Và bên em sẽ gửi tới các bác là cái mẫu dài 40cm. Đấy, đây là hai cái đầu dây này. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ là đẹp. Có bác nào mà quan tâm thì các bác liên hệ bên em. Khi mà các bác đặt hàng bên trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc tiền trước. Các bác chỉ cần có địa chỉ và số điện thoại, bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Thì em giới thiệu trên video như thế nào thì hàng sẽ gửi tới tay các bác là đúng cái sản phẩm như vậy, không thay đổi gì về mẫu mã cũng như là chất lượng cả, nên là các bác cứ yên tâm. Về cái sản phẩm này thì bên em đã cung cấp rất là nhiều rồi. Những bác nào mà có bình nóng lạnh trong gia đình của mình bị hỏng thì các bác có thể liên hệ bên em, kể cả một đôi nhá, bên em cũng vẫn ship. Đấy, tức là khi mà các bác ship một đôi thì cái phí ship của nó tính cộng phí ship lên thì nó sẽ cao hơn những bác mà mua lẻ một chút xíu thôi. Và cái giá thì em sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm và theo số lượng trên từng đơn hàng nhá. Nhiều khi mà em báo cái giá lẻ nó ngang với giá sỉ nên là rất khó cho các đại lý, nên là mong các bác thông cảm. Các bác quan tâm chỉ cần có số điện thoại, bên em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cho các bác. Hoặc các bác có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em, có cả Facebook và Zalo luôn. Các bác có thể là vào kết bạn Zalo với bên em để tham khảo về tất cả các dòng sản phẩm trước khi đặt hàng. Còn những bác mà nhiều tuổi, các bác không sử dụng Zalo, các bác chỉ cần alo trực tiếp tới bên em thì là đảm bảo là các bác sẽ mua được. Và tất cả các dòng sản phẩm bên trung tâm điện máy Ngọc Mai thì mẫu mã bao giờ cũng là rất là đa dạng. Bên em chuyên phân phối sỉ lẻ tất cả các dòng sản phẩm điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay. Mẫu mã thì cực kỳ là đa dạng, chất lượng ok, giá cả luôn luôn là bao giờ cũng là cạnh tranh nhất thị trường. Nếu mà các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ chỉ cần ấn đăng ký kênh của bên em thôi. Đảm bảo các bác sẽ nhận được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay. Có thể là hôm nay các bác chưa cần mua, các bác ấn đăng ký kênh của bên em, đến một ngày nào đó mà cái máy bình nóng lạnh trong nhà các bác nó bị hỏng cái linh kiện này mà các bác không biết là tìm mua ở đâu thì các bác có thể là tìm được em một cách dễ dàng ở trên cái YouTube này và đặt mua sản phẩm. Những bác ở miền Bắc thì chỉ 1-2 ngày là hàng sẽ gửi tới tay các bác, còn miền Nam thì sẽ là 3-4 ngày các bác nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất ở đây nhé.